món ngon Nhật Bản, hãy cùng khám phá nào. Xin mời. Mời đi đường này. Đây là menu, hãy cùng xem khách hàng muốn ăn gì nào. Mì udon. Mì udon là loại mì đặc biệt của Nhật Bản, vừa mềm, luộc mì. Sợi mì udon tuy trông to nhưng khi ăn lại mềm. Udon này chắc chắn phải ngon lắm đây. Xin lỗi vì đang nước quãng. Đây là món ăn của quý khách. Mời quý khách thưởng thức. Bạn ăn với đồ trang trí xinh xắn và khách hàng sẽ vui hơn.